Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với Susu TV. Tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới về đàn gà con để ông bà cô chú chúng ta cùng biết nhé. Hôm nay ngày 25 tháng 4 thì theo như những thông tin trước đó đã chia sẻ thì đàn gà con gồm có Phạm Thiên Ngân, Yuno, Trường Sang và Tuyết Nhung sẽ đến sự kiện ra mắt phim Lật Mặt 6 của đạo diễn Lý Hải. Thì theo như chia sẻ từ trước thì trang phục đến dự buổi lễ ra mắt phim lần này, nhà sản xuất đã quy định là red code gồm có hai màu, màu đen hoặc màu hồng. Và theo mới đây nhất, Tuyết Nhung chia sẻ em ấy đã diện một trang phục màu hồng cực kỳ dễ thương và rất xinh đẹp. Khán thính giả sau khi thấy được bức ảnh mà Tuyết Nhung diện trang phục đầm màu hồng công chúa hôm nay đến đi xem phim lễ ra mắt phim của ca sĩ đạo diễn Lý Hải đã cực kỳ khen là không biết sao dạo này cô bé này càng ngày càng đẹp dậy không biết nữa. Tuyết Nhung chia sẻ là nguyên tông màu hồng luôn. Vậy là tối đêm nay Tuyết Nhung sẽ cùng với Thiên Ngân, Yuno và Trường Sang đến dự lễ ra mắt phim của đạo diễn Lý Hải ở tại Thủ Đức nha bà cô chú anh chị em và các bạn. Riêng bé Út Phạm Thiên Ngân hôm nay có chia sẻ nhiều tin tức của mình lên trang story của trang fanpage Phạm Thiên Ngân. Cái thứ nhất là hôm nay Thiên Ngân đã nhận được một món quà vô giá từ fan hâm mộ ở bên Nhật gửi về, đó chính là một chiếc iPad nhỏ nhỏ xinh xinh. Thiên Ngân có gửi lời cảm ơn tới chủ nhân đã tặng em ấy món quà từ Nhật gửi về này. Cảm ơn dì nhiều ạ. Chúc dì nhiều sức khỏe. Đó chính là món quà sinh nhật muộn của dì Sắc Chiêu Huỳnh ở Nhật. Và fan hâm mộ khi biết được bé Út Thiên Ngân nhận được tình cảm quý mến ở tận nơi hải ngoại của fan hâm mộ thì gửi lời chúc mừng. Cũng như là ca sĩ Yuno cũng để lại bình luận nhắc em rồi nhé, thể hiện sự gần gũi thương yêu bé Út Phạm Thiên Ngân. Và trong ngày hôm nay thì trước khi đi dự lễ ra mắt phim cùng với chị Tuyết Nhung thì Thiên Ngân cũng chia sẻ là bệnh nhưng mà muốn hát quá đi hu hu. Cả nhà ơi, em hát bài chị tôi được không ạ? Cả nhà cho ý kiến hết bệnh, em đi thu liền nha. Khi Thiên Ngân chia sẻ là hôm nay sức khỏe không được tốt nhưng vẫn rất muốn hát nhiều bài hát cho fan hâm mộ được nghe. Và bài hát cô bé chọn chính là bài Chị Tôi thì khán giả đã để lại nhiều bình luận khen ngợi cũng như rất mong muốn được nghe bé Út Thiên Ngân cover tiếp bài Chị Tôi trên kênh YouTube của Thiên Ngân. Được nha bé, ok nha bé, được nha con. Đó là nhiều lời bình luận để lại đồng tình với ý kiến mà Thiên Ngân đưa ra là sẽ hát bài Chị Tôi trong thời gian sắp tới. Về thông tin của Yuno hôm nay, Yuno có chia sẻ một cái tin cũng không mấy gì vui vẻ. Đó chính là nghèo còn mắc cái eo, ra vườn chụp mấy cây sen đá, rớt điện thoại cái bọp, hư luôn camera sau. Giờ quay là nó giật giật, rung e e vậy đó. Thật tiếc cho anh chàng Yuno. Bữa nay, cái điện thoại của Yuno đã bị rớt rồi và do đó cái camera sau của điện thoại đã bị hư. Chỉ vì Yuno muốn chụp những bức ảnh về sen đá, một loại cây hoa cảnh mà dạo này Yuno rất là thích và đã tốn rất nhiều công sức để chăm sóc. Và theo như chia sẻ của Tuyết Nhung trong những livestream thì anh Yuno đã dùng toàn tâm toàn ý để chăm sóc cho các bạn sen đá và các bạn cũng rất là đẹp. Và vậy là hôm nay điện thoại của Yuno bị rớt nên bây giờ điện thoại đã bị hư camera sau. Đây cũng là một cái điều không vui của Yuno nha bà cô chú anh chị em và các bạn. Trong phần cuối video hôm nay có một cái tin tức cực kỳ vui của Phạm Tuyết Nhung mình muốn chia sẻ để ông bà cô chú chúng ta biết thêm nhiều hơn. Đó là bài hát Không Giờ Rồi mà trong đợt đi lưu diễn vừa qua Phạm Tuyết Nhung có trình bày cùng với bạn diễn là Trường Sang ở phòng trà, cũng đã hiện được Trung Tâm Vân Sơn, một trung tâm ban nhạc của nghệ sĩ hài Vân Sơn vừa đăng tải ca khúc này lên trên kênh YouTube của Vân Sơn Entertainment. Dân Sơn có chia sẻ như thế này trên trang cá nhân.
Tiết Nhung, một ca sĩ trẻ của dòng nhạc Bolero, với gương mặt xinh tươi, biểu cảm dễ thương cân xỉu, tiếng hát ngọt ngào dễ nghe. Các bạn yêu dòng nhạc Bolero thì nhớ ủng hộ cho Tuyết Nhung, trở thành thế hệ kế thừa và gìn giữ dòng nhạc Bolero yêu quý của nền âm nhạc Việt Nam chúng ta. Việc mà trung tâm ban nhạc của Vân Sơn đã up bài hát Không Giờ Rồi của Tuyết Nhung lên trên kênh YouTube, đây là một điểm rất là đáng mừng. Tại vì như chúng ta đã biết, trung tâm của Vân Sơn là một cái trung tâm ban nhạc đĩa lớn. Việc chiếu cố đăng bài hát của một ca sĩ trẻ như là Phạm Tuyết Nhung, phải nói đây là một cái thông tin cực kỳ may mắn cho sự nghiệp của Phạm Tuyết Nhung. Vì chúng ta biết được giờ đây độ phủ sóng của Tuyết Nhung cũng rất là rộng lớn, và được các trung tâm ban nhạc để ý như thế này thì con đường âm nhạc của Tuyết Nhung sẽ dễ đi hơn và sẽ trở nên may mắn hơn. Biết đâu đó một ngày nào đó thì các hãng đĩa sẽ cho phát hành những bài hát của Phạm Tuyết Nhung, thì Tuyết Nhung sẽ có nhiều show cũng như nhiều nơi book show để Phạm Tuyết Nhung trình diễn. Đây là một thông tin cực kỳ vui nha ông bà cô chú, anh chị em và các bạn. Trong ca khúc Không Giờ Rồi thì Tuyết Nhung hát rất là hay, cũng như là mặc áo dài, gương mặt biểu cảm rất là dễ thương, và với vẻ đẹp trong sáng hiện tại của cô bé thì đã nhận được rất nhiều lời khen từ fan hâm mộ. Wow, cháu đẹp và dễ thương, cô ủng hộ cháu 100%, chúc cháu thành công. Ok, phải vậy chứ. Anh Vân Sơn, team này tặng bé Tuyết Nhung nè. Và cái việc PR của Vân Sơn đối với bé Tuyết Nhung cũng đã nhận được hiệu ứng rất tốt từ fan hâm mộ. Và như chúng ta đã biết, thuở sinh thời thì chị Hai và nghệ sĩ hài Vân Sơn cũng có kết hợp lưu diễn cùng nhau, và cả hai đã cho ra đời một số tác phẩm hài cực kỳ ăn khách. Trong giai đoạn đỉnh vinh quang của chị, và giờ đây khi chị đã ra đi thì nghệ sĩ hài Vân Sơn vẫn thương cho đàn gà con, nên hôm nay đã chia sẻ bài hát của Phạm Tuyết Nhung để mọi người biết đến cô bé nhiều hơn. Đây cũng là một tình cảm quý báu của nghệ sĩ hài Vân Sơn đối với chị Hai. Và cũng như nghệ sĩ hài Vân Sơn có nói là mong muốn thế hệ kế tục của âm nhạc Bolero ngày càng phát triển hơn, và cũng mong muốn đàn gà con, đặc biệt là Tuyết Nhung Thiên Ngân, sẽ có được một cái tương lai sáng lạng, và mong muốn mọi người hãy đón nhận thế hệ kế thừa này. Và chúng ta cũng đã thấy trong thời gian qua thì Tuyết Nhung cũng như Thiên Ngân cũng đã dần trưởng thành hơn, và phải nói cả hai đang nỗ lực từng ngày, cố gắng tập dượt rất nhiều về công việc ca hát cũng như học tập những điều hay, và bây giờ đã được Ba Quỳnh chỉ dạy rất nhiều và đã có được những bài hát phải nói là Donny đóng dài. Thì hy vọng trong tương lai các bé ngày càng hát hay hơn và diễn hay hơn, cũng như cách sống sẽ được lòng người hâm mộ nhiều hơn. Video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Rất mong bà cô chú hãy tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp Susu TV với nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người ạ.